của anh ơi. Anh em mình ngồi chờ đây làm gì đây? Đây chờ. Chờ gì anh? Chờ cho có thằng nào đi qua nó rớt tiền mình nhặt. Em biết đấy là cách làm giàu nhanh nhất à? À thế à? Mấy ngày hôm nay thấy em có cảm giác nóng thế nhỉ? Nóng chả nóng. Trời hôm nay 40 độ mà mặc hai cái áo phao này. Làm gì mà chả nóng? Làm gì mà chả nóng? Hai cái đâu? Thế mà cứ... Mà em thôi, em chưa biết nhá. Dâu, em đi vệ sinh. Đi đi. Ôi anh ơi, con gì nó cắn em ấy này. Bà cố này. Con muỗi chứ con gì. Đi mà con muỗi à? Đây là vết chó cắn. Không chừa cái tật. Cứ đi đái là phải trêu chó. May là nó cắn vào cổ chứ nó không cắn là chỗ khác thì mày tịt tẻ. Ô ô, giật cái gì mà giật? Giật cái gì mà giật? Hay là thà em bị dại. Chắc thế rồi. Mày gọi tụi đi. Giật cái gì mà giật? Bình giờ. Ô, biến thành zombie rồi. Ô, cô đây. Cô lên. Cô đây. Ô, à, sao đây? Cô lên rồi. Ô, đừng cắn. Sao lại đi? Bình với cái anh con biến thành zombie rồi. Không biết anh Dương rồi. Cái côn anh với Vinh thì này bị biến anh zombie rồi. Hai anh Dũng đi đâu rồi? Tỉnh táo anh Dưỡng mới được. Em Bình với anh Côn.
Alo, em à? Alo, anh Dương à? Anh đang ở đâu đấy? Cả nhà Thanh sắp đi hết rồi. Thật á? Thật rồi, em đang ở dưới nhà kho. Dưới nhà kho ấy. Anh Dương, anh nhất tất cả mọi người Thanh đi hết rồi. Anh Sáng, anh Cương, anh Vinh, Thanh đi hết rồi. Em bảo, em bảo nguyên vị trí đấy, ở nguyên vị trí đấy, chờ anh về nhá, đứng im. Ok em, đứng im, chờ anh về. Giới hạn tốc độ 50 km/h. Chưa làm sao cả. Em không. Ở khu chúng ta sống bây giờ thành zombie hết rồi, bây giờ anh em mình phải đi thôi. Không phải lại nơi này nữa. Đi thôi. Zombie chặn được cửa rồi. Bây giờ anh em mình phải tìm nước khác. Anh em mình sẽ vượt tường. Theo anh đi thôi. Anh không sao, em có sao không? Em không. Bây giờ anh em mình phải ra ô tô thì mới thoát được. Anh em mình sẽ đến một thành phố mới không có zombie. Ui, may quá anh em mình thoát rồi. Em sợ quá. Không sao, có anh ở đây rồi. Ui, đi zombie rồi. Đi không? Chúng ta đã đến một thành phố chỉ có hai chúng ta thôi, không còn zombie nữa. Anh em mệt quá. Ô sao đấy em?
nghỉ một chút. Say less, I feel patient.